Rồi chào cả nhà nha. Bữa nay mình qua Tiền Giang câu cá bạn ơi. Ở phía trước mình là Long nhà quê và Tiền Giang quê tôi. Bữa nay mấy anh em mình qua bên Long An á, câu cá ổn bữa. Đây đang thuộc về thị xã Cai Lậy nè mà. Quá trời đông. Chắc sáng lên xe cộ đông đúc. Ồ, hai cần thủ vác hai bao thấy ớn không? Còn mình không có vác cái bao nào hết á. Hôm nay mình đi câu thục á, mình đem có hai cần để trong cái vỏ à. Hai tay đang bàn tán chỗ nào câu cá khủng đồ này nọ ghê lắm. Bàn tán ghê lắm, bữa nay đi câu lỗ đầu cừ lộn gột cho coi nè. Đường dằn dữ trời. Nào ghiền quá đi câu cá ổn bữa. Với lại cảm giác đi câu cá ổ này nó giật nó đã tay lắm bạn ơi. Mấy con cá đâu tầm ký là thôi, kéo không lên luôn á. Đây có những nhà máy xây lúa cũng nhiều ghê. Rõ cái đường chạy để giặt kinh khủng chứ. Ở đây là bán đồ ăn sáng cũng nhiều ha. Ở đây mưa gì mà nước dữ trời. Quá trời khô cái đường. Quá khứ cái đường. Ồ, bánh mì Sài Gòn 3.000 một ổ. Anh em mình tới điểm câu rồi các bạn ơi. Đây vườn chanh. Quả trời không? À, còn đây là Long đẹp trai. Còn đứng đứng quá đạo không? Kia là Tiền Giang quê tôi. Bữa nay ba anh em mình đi câu cá. Mình câu theo con kênh nè. Mấy mũi lục bình nè. Bên kia quá trời ruộng luôn. Tiền Giang quê tôi này cũng mê câu cá lắm. Kênh YouTube các bạn ấy mà đang nhặt lỗ đó, chuẩn bị là mấy anh em mình xuống cặn thôi. Nhìn kênh này lý tưởng nha, lục bình quá trời luôn. Nghe nói ở đây cái rô mề này nhiều lắm bạn ơi, rô đồng á, rô nào nó mạnh mạnh không à, như cá cha. Giờ tranh thủ xuống cặn thôi. Ông Long gắn chết ông đi múc múc đằng kia cái mấy trăm cây số ẩn á. Đi kiếm gái hay chứ đi kiếm cá gì đâu đó. Chứ đợi nổi ổng không? Giờ chiến đấu thôi. Quất cái cha chập ba cái là quá đã liền. Hơi cạn. Cá đang ghĩa rút phao đi. Cái này chắc cái rô ăn gì ghĩa phao không căng phao nổi. Dính đầu tiên. Rô mè, rô mè. Mày mày mày. Cá rô nha. Con đầu tiên con điên. Có nhớt rồi. Quá đã. Thứ gì chịu nổi bạn ơi. Về kho tộ luôn. Cô mè mạnh kia không? Về chưa? Giờ về địa điểm bạn.
chỗ nãy câu giật con còn cái gồ nhát luôn em ghe. Vậy xích lại đây chút xíu thấy chỗ trống rồi câu thử làm sao. Chỗ nãy cũng ngon ghê hồn luôn mà sao giật con cái gồ một chắc em ghe luôn. Nhưng mà chỗ trống trống này cá nó ụt nè. Giờ thử làm sao. Ê, chỗ cây quá trời cây à. Chỗ này bờ giật khó quay phim quá. Khá ok ghê. Quấn con cá cha khoảng nửa ký cũng ngon rồi. Xuống được hai cần luôn. Phải cần bên trái hay bên phải ăn trước đây. Cần phải cái nước trôi nó tấp vô cái bụi một bình. Ở đây ta mới xịt thuốc cỏ bởi vì con mát nó chết quá. Cá có không có nhại hung. Ở đó hình như khoai trái con cá đang ăn ăn. Lúc qua qua tôi giật phát cho nó đã ra. Lúc vào. Ừ, ui, cụ của mẹ bệnh kỳ. Vô hàng, có hàng, có hàng. Vô. Con lành. Của mẹ. Móc vậy sao xảy nổi. Con thứ hai nha. Ui, của mẹ không mà ui, nhìn mê không. Thứ gì chịu nổi đây. Kiếm con nữa cay. Bởi cái vồ chạp ba luôn. Đây cái vồ có nhiều lắm rồi. Mà chưa quất. Cái gô nó quất trước rồi. Hai mồi quá quất trước. Trời ơi. Coi là Tiền Giang quê tôi câu quất cá giò chà bá luôn bạn, 2 ký mấy 3 ký. Hugo. Trời câu hụt mà kéo con này thứ gì chịu nổi. Câu tay nha các bạn, bị mất hết kỳ luôn rồi nè. Dữ vàng chứ. Còn 2 kỳ à. Đúng cá này kéo đúng gọi là quá đã thiệt nè. Ừ con cá ông nội mẹ ơi nó bự. Đã cá biết nói luôn. Thứ gì chịu nổi. À, đi dèo thôi. Long nhà quê bên kia làm gì hỉ bên kia hả? Tao ở. Bành kỳ luôn. Kinh khủng cái vô. Cái phù gô ơi. Phù gô cũng khủng đâu rồi. Em muốn phát ra giật cát cho nó đã đâu bạn. Tiền Giang của tôi quất con cái vô quá đã khứ. Trời ơi, con cái giò bự cái đó 2 mấy 3 ký của đó kéo câu thục này thôi. Cảm giác khó diễn tả. Mày hả? Trời ơi xảy rồi. Lôi vô cây. Ừ thiệt tình. Uống trời. Núp. Mày. Vô. Cha. Trời ơi, người ta dính Hugo không dính nhỏ nhỏ không trời. Vậy không công bằng nha. Cũng được, có cá là mừng rồi. Một ẻm nữa. Cha đầu tiên. Hugo đâu? Ôi Hugo đồng ký cái máy rồi kéo cho nó đã cái coi. Nó tê tái cả người nghe. Ở
đây cá chốt này nhiều quá. Ừ, ghĩa ghê hồn luôn, khóa mồi. Lòng gan chết không biết có con nào không, đi vào túc ngoài kia im ghe mấy không. Lòng gan chết à? Ừ. Chạy vô đổng, chạy ra. À, như anh thấy chạy ra mà. Nó nghĩ cái mồi. Nó nghĩ mồi, nó ghét. Lúc qua quá đi, tao đóng một phát cho nó đã tay đâu cái ơi. Không, mấy con cá này đúng thì cái sự kiên nhẫn chứ. Cái ghĩa cái này đúng là lên mà nhò máu cơ tim với con cá này. Cái nhỏ nhỏ là cái sặc thì cái chốt này. Khóa mọi cái ghĩa khoa hoài. Lúc phao ơi, trời. Nãy giờ đâu đứng bên kia các bạn. Ủa, trời. Quá. Ủa, cái vô. Con làm cái nào. Ủa, kéo con này sướng tay luôn các bạn. Ủa, con này nãy giờ bự nhất rồi đó. Ngồi bên kia quá trời nắng chịu không nổi, chạy qua không kịp. Kéo lúc phao luôn, ngồi bên kia thấy lúc phao. Bự nha, bự nha. Xuống ngồi. Chỗ bên kia sát bên đó. Lỗ đó giờ nắng quá trời. Chịu hết nổi rồi, qua lỗ bên đây. Lúc mưa quá trời mưa, lúc nắng nắng kinh khủng luôn. Đó, lỡ hồi nãy mình câu mình đó mà. Mới dính cái vồ chạy qua không kịp đó. Đổ sát bên mà bị ngướng cái cây. Chỗ này trống trống, thấy cá nãy giờ đục đây nè. Đây câu 2 cần được, tại nó trống, dễ câu. Lúc phao nó kéo vô đây nè. Mà cù dính bự đỏ. Ui. Thứ gì chịu nổi. Mày hả bưởi? Lên mày. Quá đã. Ngon lành. Canh đào luôn. Con này trọng nha. Ít ra phải như vậy nè. Để qua cái lỗ trống này đúng, không có sai lầm. Đỡ lỗ thấy ngon lành nè. Ồ, cái phao đó nữa kìa, quất nữa kìa. Này cái lỗ trống này mới câu 2 cần được. Rắn vừa câu vừa xả mồi luôn, vụ lại. Công 2 chuyện. Do cần câu đen này của mình ngắn quá trời ngắn. Bỏ ra ngoài không tới. Giờ chỉ ngồi chờ thời thôi. Gió thổi hồi cái quao nó lè nó quạt qua đây nó hút cái mát luôn. Lòng gắn chết ngồi quánh kìa. Giật cái bạc lên coi. Trời ơi, cục mồi bự giờ bá không nổi. Săn Hugo vậy. Mình nãy giờ chưa có thật sự có con nào gọi là Hugo chứ. Kiếm con Hugo Gina mà sao khó dữ nữa. Cá rồi rồi không. Ôi, lông gắn chết lên con cá đó kìa. Ghê trời. Ừ, cũng được bộ, trọng cho bộ. Con người ta làm ăn được trời. Con cá này không có giật đó nha. Đi vòng vòng thôi, nó lại lỗ cổ.
anh chữ đi vòng vòng kiếm gái đâu á, lại mất tiêu phao giật lên dính á, chịu đời nổi không? Ông đi đè ông câu gái chứ câu cá gì. Về chỗ mang chú coi này, có chữ banh xác luôn. Hả? Rồi hàng gì phải rồi, không bỏ điên buổi trời. Giờ hai anh em mình ăn cơm bạn ơi, câu một chút nữa về. Cần câu mình bị gãy rồi, đến hồi anh Long anh câu rồi mình quay vài con rồi hai anh em mình về. Ủa sao có một bịch nước mắm mà? Hả? Ở bên đây kìa nữa nè. Có đàng hoàng không nội? Có. Giỡn hoài. Có rồi. Cơm đi. Mời các bạn nha. Mời các bạn ăn cơm. Gì đây? Thuốc à? Ủa thịt hả? Thịt hộp vịt. Ôi nó bụng, ăn cơm này thứ gì chịu nổi. Nước mắm kìa. Ở trong đây là bỏ gì quá trời luôn, hồi ăn hết lụm gì nhà. Trời ơi, cơm gì đâu mà lộn bơi, cái gì không thấy thịt đâu à? Vậy? Hủ tôi không có thịt hả chạy? Gì giỡn hoài. Láo con đó. Ủa sao bà bán hồi nãy hồi sáng bà bán gì kỳ vậy? Hồi này là bà cho cơm thêm. Ba hộp mà. À, không có thịt. Ủa cái vụ này ngộ ngộ nè. Cái mối quen của ông đó tôi về tôi đốt quán bả luôn à. Người mở cái đó ra coi cái trời gì. Ơi. Ủa sao kỳ vậy? Lại luôn. Ngộ hả? Nè cái này có thịt nè. Cái hộp đó hộp công tim. Không phải ba, tôi kêu ba hộp đàng hoàng ba. Ui vậy mà bà kêu bất nghe làm sao á. Gặp ba người ăn không biết sao ăn. Chia ra ăn. Ôi cái bà này không được rồi. Không được rồi. Mới quen lòng đó. Kỳ giá quá, thì đem về nhà luôn, ăn luôn. Khỏi nấu. Ngon quá. Đói rồi. Ôi trời, chạy. Gặp nhất là sao vậy? Mời các bạn ăn cơm của hai anh em mình nha. Ớt. Đã. Đầy quá, khó ăn quá. Lạc quá. Mắm làm lạc quá. Mặn quen à. Trời, cái gì đóng ớt à. Ăn đi. Nó không? Gì? Tôi nói ăn ớt chứ không phải cho một đống ớt. Nè quá trời nè. Không còn đống rồi. Ở nhà không sướng không chịu đâu. Chứ ăn bờ ăn bụi này nè. Sung sướng không chịu, ra ở đây coi nè. Ăn đồng ngủ bụi gì nè. Ăn đồng mà ngủ bụi luôn hả? Ừ, lầy lội cái đó đó. Bữa nào hai anh em mình lên đây cắm cỏ ếch bữa. Lúa chỗ bông nè, ếch bự à. Cần câu mình bị gãy à, nên thôi để hồi anh Long anh câu á. Mình quay vài con nữa rồi xong hai anh em mình về. Nói vài con nghe nó đơn giản quá, có không đó. Có không, bỏ đảm không? Ít chứ nhiều. Ui, cần thủ câu tre ghê gớm nè bạn ơi. Nãy giờ dính cái chốt với cái cha quá trời luôn. Chơi bằng câu tre mới sắp hàng chứ. Đây cho các bạn coi luôn nè, khỏe luôn nè. Khui, đó. À, thấy ghê hồn chưa cái chốt kìa. Ngự chứ. Ủa lụm nữa rồi. Wow. Rô mẹ. Trời đất ơi. Mới để xuống lụm liền chạy. Ghê thiệt. Ủa, bạn coi cái chốt nè. Nó lỗi ngâu. Ngâu nó ngự chứ ha. Trời, cái chốt này về kho tiêu thứ gì chịu nổi. Thứ bảy chủ nhật chịu mới nổi thôi. Dữ dằn thiệt. Cái phao nó xài bằng cái phao mướp ấy nên khó thấy rồi. Góp á. Chúng bóc mà. Đó. Trời. Lụm gạo. Đó. Chốt.
Đây mình có phao bắp chân móc nhỏ xíu à. Ủa cái chốt bành kì. Mê không? Ăn câu lưỡi nhỏ xíu mà bởi vì dễ câu dính cái chốt với cái rô. Cuốn con nữa nè. Đó đó chuẩn bị nữa, chuẩn bị nữa rồi. Đó rô rô chào rô. Giờ anh xài cái phao bắp đó nào trong bắp rồi để xuống nước mình quay phim bạn không thấy liên hồi từng câu mình bị gãy rồi đang ngứa tay bị giờ phải đi quay ké quay chực nè bạn coi khổ ghê không. Sáng ý y đem con cần à. Nhận cái rô với cái chốt nhìn thấy mê trời. Bữa nào chắc mua lưới câu nhỏ đi câu cái rô cái chốt bữa quá. Cuối cùng ở đây nó ăn ăn nè. Đó. Nó mới rỉa à. Bị này nha. Rỉa cái này chắc nghi ngồi hết mồi quá. Câu bằng mọi thức ăn. Cái này mình có chứng kiến câu ha. Trời ơi trời, cái gì chịu nổi mấy cái rô này. Cái nghĩa nó phát hết mồi. Nó đó đang nghĩa. Nó nghĩa thế ghét. Nghĩa thế ghét chứ. Cá hàng kiểu là xét mà nghĩa sóc ốc đọc xuống mồi thôi xuống mồi trụ cá nào cơ cá vỗ ủng 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 nghĩ ghê ăn ngay cho anh dịch cái cây căng pha được bắt có cái lỗ đó có cục mồi không không có cá lỗ là nãy vậy ăn lỗ này mới móc nó hơi bị động đó. Cá ục ra đó chuẩn bị thôi mút đi mút phao giật mới được không mút là giật không dính nó ngộ vậy đó ừ mút rồi nó bị nó tha hay ghét không gì kỳ á gì kỳ á trái để nó ghét kìa nghi cái rô cái chốt nữa quá cá gì cũng được á tao đi còn dính lưỡi được một cái thứ nó rỉa rỉa mấy cá nó lưỡi mình hơi bự khó sắp lưỡi hơi bự thì mất rồi hết mồi hay gì vậy dạ lắm ạ thử rồi còn ồ cái vỗ ủng trời Trời ơi. Ô giật gã thiệt chứ. Sống nhăn. Mút cái phao vậy mà giật cái. Vô cầm độc luôn, cầm độc luôn. Trời. Bự lắm ơi. Bự không? Bự không? Chưa có thấy mặt nó nè. Trời. Quá khứ. Biết bự nhỏ mà chưa thấy mặt nó. Trời. Trời ơi. Quá trời cá bự rồi. Không biết lên chưa lên chưa lên đó. Quay, cái chân đỏ. Trời ơi, câu ôi cái ngọn câu yếu quá câu đâu rồi
ơi. Con cá này nè. Cần câu ổng đâu mà nó cong cút lên. Cái đọt trên kia luôn bạn. Ông nội mẹ ơi, tôi quay không tới luôn. Dịu con cá lên mà lớn đó đó. Chứ đời nói không. Trời ơi. Đau. Quá đã. Trời ơi, trời cần câu ông dẻo dữ bà. Mà tin ông cần câu bên lớn nó quặn lên tới cái đọt trên kia, nhánh cây tuốt trên nó luôn á. Mình lo mình quay lên nè, kêu coi cái đọt cần câu á, mọi người ai ngờ tuốt trên đó đó. Ông kéo cá lên tới trên đây luôn. Đúng bó tài chưa. Lụm con nó coi. Lụm em nó nha. Vô. Để nhìn nhẹ xuống coi. Đó. Gì mới bỏ xuống nghĩa nè kìa. Đó. Giỡn nha. Từ từ. Ở đó coi. Đó. Ừ, múc đi. Vậy đi chạy đi, anh mới hốt được. Mới bỏ xuống quốc nữa. Đâu rồi. Làm nôn quá chứ nôn rồi. Rồi đâu? Nó kéo vô sát lục bình luôn. Kéo ra ngoài chút. Đó. Ghê chứ. Đó. Ủa cái vỗ ốc của bánh. Ủng mạnh. Múc phao đồ sao là chuẩn luôn, cá bự dữ nó chạy ghê. Ủa chạy ghê hồn chứ. Tưởng đâu cá khủng rồi chứ. Thấy cái đọt câu quặt luôn à. Gặp câu ông câu dẻo nữa. Cái khúc ngọn nó đặt mà khúc giữa nó bọng. Nó cười quá à. Đi quay cái đầu câu quay hoài không thấy ai ngờ tuốt cho đọt cây vậy đó. Sợ thiệt chứ. Lại câu luôn. Lụm hàng. Trời ơi. Lên. Nó chạy quá mà. Trời ơi cá. Chiều hả, cũng nhỏ. Vậy mà nó chạy quá thì chạy. Chạy dưới lục bình nè. Vô. Quá đã. Lụm luôn. Con nhỏ này quá đã, nhỏ thôi chứ quá đã lớn không nổi. Tưởng đâu rớt con cá chứ ai ngờ rớt con lục bình. Có cá là mừng rồi. Bóc đàng hoàng nha, thế đây. Con này nhỏ hơn con nãy một chút. Sao càng ngày càng nhỏ không, càng ngày càng lớn kỳ ta. Vô hai ẻm. Còn không kịp lấy gọng nữa mà. Ghê thiệt chứ. Hai con này nè. Xuống tép kiếm con nữa coi. Hai anh em mình manh động quá. Cái nhỏ là quá. Tại phái mừng. Đó. Bỏ xuống dĩ dĩa nữa cái cà. Đó. Lên. Ủa cái gỗ bành kỳ. Hai cân. Trời ơi. Ủa cái gỗ chà bá luôn bạn ơi. Đấy. Ủa hổ của mẹ kìa. Đau không? Đau. Ghê thiệt. Đúng là gô đồng ốm nhách vậy thòn. Chỉnh cái gô này đúng kho tộ thứ gì chịu nổi. Thôi nồi đất mới chịu nha. Càng thủ câu tre hả giờ cũng bên đó kìa. Ủa, ghê chưa. Ôi nhìn cái gô chạy nước miếng thiệt. Mắc hai con cá vô. Lúc như lúc bao đó anh Long. Kìa nó lúc kéo bên trái kìa, giật lên. Đâu rồi? Mình thì chạy đó, giật. Lên. Trời ơi. Ủa gô mề nữa bạn ơi. Sao mình phá gô mề quá ta. Lâu nãy giờ dính gô mề quá không ta. Tháng tư con cá mà. Ồ, thư gì không nổi. Quá sung sướng. Trời ơi cái bụng kìa. Hồi nãy giờ cho ăn. Ăn no luôn. Quá khứ. Đã. Quá đã thiệt mà. Đã quá anh ta ơi. Cảm giác rồi giật mấy con cá rô rồi bạn. Nó ngon hơn mấy con cá tra khoảng nửa ký nhiều. Đó. Này mình nói thiệt à. Với lại nói chung cũng tùy sở thích của mỗi người nữa. Vô. Có lẽ là đó mình câu cá tra nhiều quá nên vậy. Đó, cần thủ câu tre nãy giờ bển lên cái chốt cá rô quá trời luôn. Chắc hai anh em mình cũng chuẩn bị về. Ồ. Tên bển. Xem đa chạy được ghê trời. Được chứ. Dữ thiệt. Đó là ta lái khỏi đi thi bằng lái á. Đừng có mượn Dũng là người ta chạy được hết ta à.
hai đại ca tôi giật nãy giờ cái chốt cái rô đồng quá trời quá đất luôn. Lụm chưa, lụm chưa? Lúc lúc phao vậy không? À dính dưới đây. Trời ơi, cùng ngồi ông Long câu cá xấu hay sao ông nội? Ngồi kiểm tra mấy con cá rồi có đuôi mắt không đây. Nãy giờ rồi về đó mà chưa chịu về đó bạn. Cùng mê đó. Đang mê. Giật dính con mới chịu nữa. Dính con mới chịu, đúng rồi. Ai dính trước đây? Đó đó đó. Nhìn xa xa thấy cái phao nhịp nhịp kìa. Chưa chịu giật. Trời ơi. Ông câu kiếm mà ông lũ cái phao vô tú cái lỗ trong mát nhỏ xíu vậy đó. Đó rồi luôn, đi về luôn, biết biết ngay mà. Ừ, đây là thành quả của cần hủ câu tre nè bạn, ghê hồn chưa. Trời ơi, kè nguyên xô cá luôn, chốt rồi. Quá khứ rồ cái dồ nó chốt luôn. Trời ơi, trời, nguyên xô kinh khủng. Mấy anh em mình thu cần rồi về luôn bạn ơi. Thì một hồi mình về quốc lộ nên mình không có ghé nhà anh Long. Mình sẵn đây quay thành quả cho các bạn coi. Trời ơi, đại ca Long tôi bữa nay quá khứ rồi. Khứ gì chịu nổi. Cái rô bắt cận coi nha, một đống luôn á. Tại rất nhiều cái rô mà mình không có quay clip cho các bạn coi các bạn. Nhiều lắm. Nhiều kinh hồn luôn á, khoảng 30 con có là. Cái dồ nữa nè. Đây là cái dồ của Tiền Giang quê tôi, gửi anh Long. Tại Hải có chuyện nên bạn ấy về trước rồi. Ở đây có ông Long nè, trời là trời, vô quá trời cá vô ha, đồng trời mấy cái rô này khó tiêu thôi, hết nồi cơm là chắc luôn. Bây giờ mình anh em mình cũng về luôn, bạn coi nè, bạn thấy gì không? Cái này mới là cái rô đồng chính hiệu nè, là đều rô non không à? Ngự chứ nè, chứ ruộng người ta chắc nước nè, mình nó xuống đây quá trời luôn. Còn sẵn đây thì thôi mình cũng quay thành quả của mình luôn. Tại hôm nay gãy một câu bạn ơi, nên câu được có chút xíu à. Đó. Ba con cá dồ với hai cái rô mề. Sẵn đây thì thôi mình cũng xin kết thúc clip đây. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Chào mọi người các câu. Chào các bạn. Hôm nay giật cái rô với cái chốt với cái sổ tay luôn. Nó nhức tài quá rồi. À, chào các bạn nha.